Chào cả nhà, Thái Ly đây. Ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến xem một buổi dạy 1-1 của mình. Không hẳn là 1-1 mà đây là một buổi dạy cá nhân. Thì ở đây mình có hai bạn học cùng với mình. Ở buổi dạy này mình sẽ chú trọng vào những cái động tác dứt điểm rổ và làm sao cho các bạn ý cải thiện được cái khả năng dứt điểm rổ để các bạn ý có thể trở thành những tay ghi điểm trong trận đấu. Sau khi đã khởi động thì mình cho các bạn ý tập luyện về việc dẫn bóng. Như mình đã nói ở rất nhiều video trước thì việc dẫn bóng, những cái kỹ năng như kiểu qua háng, qua lưng, nó đều là kỹ năng cơ bản và bất cứ vị trí nào cũng cần phải tập luyện cái này rất là nhiều. Tại vì không phải là lúc nào PG, cái người dẫn bóng các bạn, nó cũng là người thoáng để nó cầm bóng. Tại vì đôi lúc các bạn cũng sẽ là những người cầm bóng, kể cả các bạn ở vị trí nào, C hay là PF hay là bất cứ vị trí nào, thì cái việc cầm, kiểm soát và đập được quả bóng đó là cái điều rất là quan trọng. Thì ở đây những cái kỹ năng phối hợp, những combo của mình làm nó khá đơn giản. Quy tắc tập như sau là chúng ta sẽ đứng ở vị trí biên ngay dưới đáy rổ và di chuyển một lượt lên ngang vạch ném phạt và sau đó mình về. Như các bạn có thể thấy là đây buổi tập sau khi mà các sân bóng rổ mở lại sau dịch. Thì cái cảm giác bóng của mình lẫn cả hai bạn học viên đều đi xuống rất là nhiều. Trước dịch mình có thể thấy là cái khả năng kiểm soát bóng hai bạn rất là tốt. Bây giờ các bạn có thể thấy là kể đến tay đập bóng của mình cảm thấy nó rất là gượng. Đó, vừa tuột bóng rồi. Tuy nhiên là cái việc mà mất kiểm soát bóng nó không chỉ diễn ra khi mà các bạn mất cảm giác tay, hay các bạn gọi tắt mất tay ấy. Nó diễn ra rất là thường xuyên nếu như các bạn không chịu tập luyện đều. Mà kể cả đến khi các bạn tập luyện đều rồi, cái việc mà các bạn thỉnh thoảng mất kiểm soát bóng nó cũng là việc rất là bình thường. Tại vì khi mà các bạn đứng ở trên sân ấy, thì những cái động tác này các bạn làm rất là ít. Hầu như là các bạn không phải làm nhiều. Chỉ đến khi mà các bạn đối mặt với đối thủ hay là bảo vệ bóng hay là có những động tác qua người các bạn mới thực hiện thôi. Còn ở đây là mình làm nó liên tiếp. Làm liên tiếp cho đến khi nào mà mình phát hiện ra lỗi của mình cảm giác để mình sửa nó. Những combo mà mình cho các bạn ý tập thì thường rơi vào khoảng 3 đến 4 nhịp. 3 đến 4 nhịp đập thì sẽ xong một combo. Mình nhắc rất là nhiều, tuy nhiên là cái vấn đề này thì nếu như các bạn không được làm quen từ đầu thì rất khó bỏ này. Đó là cái việc các bạn vừa nhồi bóng vừa nhìn xuống phía dưới đất. Đây là một cái thói quen mà các bạn cần phải nhớ. Và mình nghĩ là nếu mà ai bắt đầu học bóng rổ mà có bài bản, có huấn luyện viên đàng hoàng ấy, thì người ta sẽ nhắc các bạn rất nhiều cái này. Và các bạn sẽ được hình thành cái thói quen này từ lúc các bạn mới tập chơi. Còn những cái bạn mà chơi nhưng mà không có ai hướng dẫn ấy, hay là không có cái hướng dẫn bài bản nào, thì thường các bạn sẽ bị cái thói quen là nhìn bóng. Và khi các bạn đã hình thành thói quen này rồi, nó rất khó để sửa. Cho nên mình muốn các bạn, nếu mà ai đang mới tập bóng ấy, thì nên hình thành ngay cái thói quen là nhìn lên, hạn chế nhìn bóng. Tại vì sau này nếu như các bạn để cái thói quen này nó hình thành rồi thì cực kỳ khó sửa. Như ở đây là hai thanh niên, mình phải thường xuyên nhắc trong quá trình các bạn ấy thực hiện động tác. Tiếp đến là những bài tập kiểm soát bóng kết hợp với cả bóng tennis. Thì như các bạn biết là cái việc mà sửa đổi cái thói quen nhìn lên của các bạn này rất là khó. Cho nên mình đã quyết định là cho các bạn ý tập những cái bài về bóng tennis. Tại vì khi tập bóng tennis và bắt bóng tennis như thế này thì bắt buộc các bạn ý phải dành sự tập trung của mắt nhiều hơn vào cái quả bóng tennis.
Và như các bạn có thể thấy ở đây, cái điểm yếu nó lộ ngay ra khi mà cái sự tập trung nó dồn vào cái việc khác thay vì cái việc dẫn bóng. Thì ở đây mình tin rằng rất là nhiều bạn đang xem video này sẽ gặp phải cái trường hợp là một cái tay mình nhồi bóng và cái mắt của mình nó rất khó để tập trung vào những cái việc khác ở trên sân. Thì cái bài tập này mình đánh giá nó khá hay để các bạn có thể tập và thực hiện. Nó có thể giúp các bạn quan sát trận đấu nhiều hơn. Tuy nhiên là đừng có dừng lại ở những cái động tác quá dễ, ví dụ như chỉ là tung xong bắt đơn giản. Đây mình hướng dẫn thêm các bạn ấy động tác là tung, đổi tay rồi bắt, đổi tay. Nó cũng dễ thôi, chỉ cần vài nhịp làm quen các bạn sẽ làm được, không gì khó cả. Mấu chốt cuối cùng của những động tác này nó vẫn nằm ở việc là các bạn nhồi quả bóng rổ ấy, nó có tốt hay không. Nếu mà tay nhồi bóng các bạn chắc rồi thì các bạn làm cái gì cũng được. Chỉ cần thêm một chút về cái phối hợp hai tay lại với nhau là được. Tại vì hầu hết những cái động tác này hỏng là do tay các bạn đập bóng trượt. Đó, như các bạn có thể thấy ở đây, bạn áo đen là vừa đập quả bóng rổ trượt, chứ không phải do bạn ấy bắt bóng tennis trượt hay là bạn ấy mất sai tư thế như là vậy. Hầu như là do đập bóng rổ trượt thôi. Một số động tác khó hơn nữa mà mình có thể cho các bạn đi tập qua háng. Thì khi mà các bạn mới tập có thể để quả bóng tennis rơi xuống đất một nhịp, sau khi tốt lên rồi thì có thể bắt quả bóng tennis luôn. Đây là một động tác theo mình đánh giá là nó cũng tương đối thôi, không phải khó lắm. Thì các bạn chỉ cần dành thời gian tập luyện thêm một chút, mỗi ngày một chút các bạn sẽ làm được. Đừng có vì mà không làm được ngay mà các bạn bỏ. Đó. Sau một lúc tập luyện thì cả hai bạn đều đã có những cái kết quả khá tốt rồi. Cuối cùng là với những bài tập tennis này, mình sẽ cho các bạn ý chuyền và bắt bóng tennis. Việc chuyền bóng tennis sẽ bắt buộc các bạn ấy phát lực ở tay phòng thủ nhiều hơn rất là nhiều so với việc chỉ tung nhẹ nhàng lên trước mặt. Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn khi mà các bạn dẫn bóng muốn vượt qua đối thủ hay bảo vệ bóng rổ của mình, thì cái tay phòng thủ các bạn nó sẽ phát lực tốt hơn. Tiếp đến là mình sẽ tập một bài tập kết hợp với bóng phản xạ. Quả bóng phản xạ này nó rất đặc biệt. Nó khác hẳn với cả quả bóng tennis hay những cái trái bóng bình thường khác. Đó, quả bóng phản xạ này nó không phải hình tròn mà nó có các cái vân gồ lên ở các phía. Vì thế khi mà quả bóng này rơi xuống đất nó sẽ không nảy lên theo cái hướng bình thường. Các bạn cứ tưởng tượng như kiểu là quả bóng rổ nó bị méo. Khi mà mình đập thẳng xuống đáng nhẽ ra là nó phải nảy thẳng lên, nhưng mà vì nó méo đâm ra là cái hướng nảy của nó sẽ không theo một cái quy tắc nào cả. Thì quả bóng phản xạ này cũng thế. Ở đây mình cho hai bạn bắt buộc phải kiểm soát và xem được cái hướng quả bóng phản xạ nó nảy theo hướng nào, bắt lại và sau đó có thể kết thúc rổ bằng động tác lên rổ. Thì lúc đầu hai bạn cũng gặp rắc rối về cái bài tập này, tại vì cái thói quen của hai bạn là các bạn ấy phản xạ theo cái hướng bóng nó rơi xuống đất luôn, các bạn không chịu quan sát quả bóng. Thì cái này sẽ giúp các bạn ấy tập nhìn và quan sát kỹ hơn. Và chắc chắn không thể thiếu đó là bài ép số lượng dứt điểm rổ. Nếu các bạn muốn trở thành một cái tay ghi điểm trong trận đấu thì rõ ràng là khả năng dứt điểm rổ và cái hiệu suất ghi bàn các bạn nó phải cao. Thì để tập được cái hiệu suất cao lên thì chỉ có một cách thôi. Các bạn ép số lượng nó thật nhiều. Ví dụ hôm nay các bạn ghi được 100 quả, ngày hôm sau các bạn cố gắng lên được 101 quả. Đến cái ngưỡng nào mà một ngày các bạn ghi được tầm 1.000, 2.000 quả rồi thì lúc đấy các bạn sẽ không ngại ném rổ nữa. Tại vì mình biết ấy, cái vấn đề nhiều nhất khi mà các bạn gặp tâm lý khi thi đấu đó là các bạn sợ quả bóng nó đến tay mà các bạn không làm gì được.
đấy chính là cái vấn đề. Hoặc khi các bạn ném quả bóng, các bạn sợ đồng đội chê các bạn bởi vì các bạn ném trượt. Tất cả nó chỉ quy về một cái lý do duy nhất là các bạn không tự tin với cả cái khả năng dứt điểm rổ của mình, hoặc không tự tin với cái kỹ thuật nào đấy của mình, có thể là chuyền bóng, có thể là dẫn bóng. Thì ở đây mình đang hướng hai bạn đến với cái vị trí là dứt điểm chủ yếu trong đội, tay ghi điểm của đội bóng, cho nên các bạn phải dứt điểm rất là nhiều. Và đương nhiên việc các bạn tập dứt điểm nhiều đồng nghĩa với việc là thể lực phải có, phải chạy liên tục thì mới có bóng để mà chơi mà ném được. Và cuối cùng là mình sẽ cho các bạn ý tập đánh 1-1. Tuy nhiên là mình sẽ hỗ trợ bằng cách là có một cái yểm trợ do chính mình tạo ra. Thế này nó không phải là để làm dễ trận đấu đi hay như nào, tại vì các bạn nên biết là một người ghi điểm trận đấu không phải là lúc nào cũng là con sói cô đơn, lúc nào cũng đánh một mình như kiểu Kobe thích ra một góc xong rồi cứ đánh fade away. Rất khó để làm như thế, tại vì như các bạn nhìn thấy ở đây, cả hai bạn đều có thể hình không phải là quá to. Một bạn thì tầm 1m65, một bạn thì cao hơn 1m7 một chút, 1m75. Nó không phải là một cái thể hình quá vượt trội. Thì có cái điều đó có nghĩa với việc là các bạn cần cái sự hỗ trợ trong trận đấu. Một cái đường yểm trợ là một cái cực kỳ quan trọng. Thì bài tập này nó sẽ giúp cho các bạn ý không chỉ là biết quan sát nên đi theo hướng nào, mà nó còn giúp các bạn ý hình thành được cái thói quen là cầm và nhìn, sau đó phán đoán tình huống, cuối cùng là ra quyết định làm sao mà nó hợp lý hơn. Giờ tình quái đúng không? Mình yểm trợ ở một bên nhưng bạn lại qua một bên. Ngoài những cái tình huống nếu mà mình thấy đối thủ không chịu nhô cao lên là mình hoàn toàn thể tạo một cú ném. Đó. Khi đối thủ lên thì mình bắt đầu xử lý. Rất thông minh. Nó là những cái tình huống cụ thể trong trận đấu mà các bạn tập luyện, các bạn nên có những cái tình huống như thế. Mình nên nhờ những sự hỗ trợ cụ thể như đồng đội mình. Đó, ví dụ như một khoảng cách này hoàn toàn thể ném. Đúng rồi, chính xác. Đó là lựa chọn chính xác. Tại vì nếu các bạn còn ham đột vào nữa thì ở trong cái phía trong rổ nó rất là đông người rồi. Vừa xong một tình huống rất là chính xác của Khánh, điểm trợ bên phải. Đột phá, ok, mất bóng rồi. Bài này mình chỉ cho các bạn ý nhồi tối đa 3 đập thôi. Quá 3 đập là coi như hết bóng. Đối thủ ra sau nên ném, chính xác rồi. Ok, vào không không phải vấn đề. Vấn đề ở đây là bạn ấy đã đưa ra một quyết định đúng. Và cuối cùng là một chút thể lực, sau đó các bạn ấy sẽ giãn cơ. Ok, một buổi tập nó chỉ cần như vậy thôi. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ nhấn like, subscribe kênh của mình. Để lại comment phía dưới cho mình ý kiến. Xin chào và hẹn gặp lại.